nào mà không có cúng nó ăn. Dạ. Bữa đó nó đói. Đói à? Đói là sao mình biết người ta về người ta báo hay sao chứ cơ? Cũng nó về nó báo, cũng nói là rồi nó về nó kêu gia đình nó nữa. Dạ. Rồi nó về nó báo nữa, nó nói bữa nay sao con cúng nó mệt mỏi quá. Dạ. Cho con nghỉ một bữa. Làm đói luôn. Có 3 tháng tuổi thôi. 3 tháng tuổi giò cắn nè. Ồ, cô hổng có quay rồi đó. Ừ, giò cắn nó có thấy không? Pháp dương vô thượng tôn tam giới vô lưng Phật. Thiện nhân chi đạo thơ tử sanh chi từ vùng. À, kính thưa quý vị, hôm nay mình qua thăm sư cô thì tình cờ ngay cái lúc mà sư cô cúng cơm cho Phật là mình cúng nhỏ nhỏ vậy đó chứ bà. Ừ, cúng nhỏ nhỏ cho bà nhau. Yeah. Còn, con nghe nói là những cái hộp cơm nhỏ nhỏ nữa nó sẽ biến hóa ra rất là nhiều hả sư cô? Đúng rồi. Dạ. Hồi xưa đó là lục tổ cúng có 7 hộp à. Dạ, 7 hộp hả? Lục tổ mới tụng kinh biến ra. Còn mình thì cứ như gì đi rồi mình tụng kinh. Dạ. Cái chén như rất là nhỏ nha các bạn. Như, như cái chung uống trà vậy đó. Là mình cúng cơm cho Phật với cúng tất cả các vong luôn ha sư cô. Dạ. Vong luôn, Phật luôn, cúng hết. Là ngày nào là tới cái giờ này là 11 giờ trưa là sư cô cúng nha. Dạ, dạ. Ngày cúng mấy lần sư cô? Ngày cúng có 1 lần à. Ngày cúng có 1 lần cơm ha. Cho mấy ông ăn ngọ. Vậy là cơm thôi chứ ngoài ra đâu có đồ ăn phải không dạ, sư cô? Dạ, cơm không à. Dạ, như là cơm chay. Cũng nhiều quá ha, cũng nhiều chỗ đó. Cúng ha. Mà cái này mình cúng gì là cho mấy ông mau giải thoát chứ. Dạ. Cái này kia là mất công. Thế là cúng đừng có giặt chắc quá thì nó lâu ha. Không không thì nó mau. Không không cho mấy ông mau đi. Dạ. Từ khi mình cúng bên phần vong nó có khi nào mình nhận thấy những phần vong về ăn cơm hay chưa? Cúng vậy đó nó về ăn hết trơn à? Về ăn hết luôn hả? Dạ. Bữa nào mà không có cúng nó ăn. Dạ. Bữa đó nó đói. Đói à. Đói là sao mình biết người ta về người ta báo hay sao chứ cô? Cũng nó về nó báo, cũng nói là rồi nó về nó kêu gia đình nó nữa. Dạ. Rồi nó về nó báo nữa, nó nói bữa nay sao con cúng nó mệt mỏi quá. Dạ. Cho con nghỉ một bữa. Làm đói luôn. Làm nó đói. Phải chùa mình có hai người đang tiếp với nhau ha. Dạ. Có cô đệ tử chị kia thì có công việc rồi, cho nên về cô ở con mình. À. Ba chén này ba chén Phật, chén Quan Âm. Dạ. Còn các chén này thì cúng Phật một bên nữa, rồi còn như là cúng vong hết. À. Thì nói gì đó. Rồi, chúng ta sẽ xem sư cô cúng như thế nào. Không rời qua đây chưa có quay được cái cảnh này. Cúng tổ nè. Dạ. Đây là cúng tổ nè. Này là kêu bằng cúng tổ nè. Tổ trước. Tổ là tổ sư Đạt Ma này đó ha. Đạt Ma này. À, gọi là Đạt Ma sư tổ luôn đó các bạn. Sư tổ đó. À. Sư tổ mình thay chén. Thay chén nè. À, lên đây. Cũng như là có thứ tự với người nào trước người nào sau ha sư cô. Dạ. Rồi tiếp tục cái thứ hai là Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát mình nè. Dạ. Đó. Rồi tới thứ ba là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vương Bồ Tát nè. Dạ. Yeah. Thứ tư là ông Quan Thánh. Ông Thánh Đạo Mạng đó. Dạ. Yeah. Rồi xong là tới bằng Phật. Phật là Phật Thích Ca ha. Phật Thích Ca Phật Tổ mình đó. Nhiều chén không? À, ba chén à. Ba chén nè. Yeah. Ba chén này ta kêu là Tam Bảo đó. À, Tam Bảo, Tam là ba đó. Tam là ba đó. Còn ông này thì ông Hộ Pháp một chén. Long Thần Hộ Pháp một chén à. Hai ông nhưng có một chén à. Hai chén à. Ừ. Còn ông này ông Tiêu một chén nữa. Ông này là Long Thần Hộ Pháp. Còn ông bên đây là cái gì Tiêu vậy chứ con? Ông Tiêu, ông Hộ. Yeah. Còn ông này thì ngàn tay ngàn mắt. Yeah. Là tập trung vô trong Tam Bảo mình thôi. Yeah. Đó, đây 18 tay nữa nè. Đây là Phật 18 tay ha. Dạ. Phật 18 tay nè. Có phải là chuẩn đề không? Chuẩn đề đó. À, chuẩn đề. Mấy chuẩn đề. Rồi bắt đầu qua Hoàng Dông. Là còn như mình qua Hoàng Dông hết à. Hoàng Dông mỗi dông là chắc đâu có phải mỗi dông là mỗi cái dạ. Đâu sư cô. Nam với nữ chén vậy đó. Ờ vậy đó chứ thấy nhiều. Dạ. Địa Tạng Vương Bồ Tát nữa nè. Vương Bồ Tát nè.
của Bảo với Hạnh Nhi một chén này ha. À. Ông thầy núi một chén nè. À. Ông thầy này nè, gắn giải thoát cho ông á, là ba vị này một chén. Dạ. Yeah. Rồi này hai ông bà này với vị này một chén. Dạ. Yeah. Ông này ông đó bốn người một chén đi, ba yeah. người này một chén. Dạ. Yeah. Đó. Nam chén nè, à, nữ chén nè. Nam chén nè. Rồi bà này chung vô chén nè. Dạ. Yeah. Rồi củ quyền thất tổ chung vô chén nè. Dạ. Yeah. Đó. Còn hai chén nó biết sao không? Sao chứ con? Hai chén này á. Dư rồi. Hay là ngoài kia, ngoài trước? Ngoài trước thì thỉnh vô đó nè. À. Rồi chia ra đây một chén. Dạ, yeah, chia đều đều ra. Chia đều ra một chén. Dạ. Yeah. Đây một chén. Rồi. Đầu mình đốt nhang. Yeah. Xong rồi mới đốt nhang, đốt bánh trước hay đây trước chứ con? Bánh trước luôn ha. Dạ. Qua ướt cái là đốt chắc nhiều nhang lắm chứ con? Qua ướt cái là đem nhang để trên này là à. Không ướt, mình không ướt nhẹp chân. Mình có đếm nhiêu cây không chứ cô? Hay là mình có đếm này nhưng mà mình bây giờ mình lấy thấy đi. Lỡ có dư thì mình cầm chung nhiều cũng được ha. Được. Cái này bao nhiêu thì chắc không có dư đâu. Dạ. Có mình đang lây quay. Có con kia thì giao của cúng. À, lây quay là hết ngày. Mình tiếp khách, còn cổ tự nhiên cũng đi hoài, ngổ thích chứ. Tôi nói cô mài cái gom trí huệ của cô chưa có bén đâu. Tôi gọt cho cái đứt. Còn tôi nè, đáng lẽ tôi không đứt của bạn. Bị hai cha hai mẹ tôi bốn người rồi, người ta thương, mà anh em hai vàng người ta miếng miếng cũng đứt. Mà tôi còn phải mài cho nó như gươm, như mài cho nó bén như gươm, như nó bỏ được. Nó cắt cái tình ái được. Nó bỏ được qua bên nên mình lo mình tu. Chuyên tu nè, Phật tổ gia hộ với ông thầy Vũ Sư với sư phòng rồi mấy ông gia hộ cho tụi tôi có số tiền, cho con có số tiền rồi con bố thí hai bông gạo về lo chùa chiền, rồi lo xây sở mua đồ ăn, uống gạo khắp kêu chùa ăn. Bắt đầu mình lớn ngang mình nặng lên nặng lên. Đó. Mình cắm vậy thôi á. Dạ, cắm vậy đó, lần nát tụng kinh nữa. Rồi mình tụng kinh luôn. Dạ, tụng cắm xong rồi tụng kinh. Dạ. Tụng kinh đó lâu không sư cô? Chút xíu à. À. Kinh cũng ngọ. Mình tụng chỗ này luôn hả sư cô? Dạ, tụng ở đây nè. Dạ. Các kỷ vật là gì hết, ngồi tâm bảo. Đó. Đó, cái này ra không là ba cây rồi. Dạ. Rồi bắt đầu mình xuống dưới bằng dâu. Ủa, phải có mấy ông dâu, phải lắm, phải về chùa này đó. Dạ. Yeah. Chùa này được cúng kiến, ăn uống, đồ đầy đủ hết ha. Dạ, tụng kinh nó không nghe. Cái tụng kinh là công phu khác, tụng kinh khác nha. Tụng kinh cũng ngọ. Dạ, tụng kinh cũng ngọ. Đây. Còn cô này chia cho thầy Nhi nè. Giữ, tôi cho cô giữ đó. Giữ thầy Nhi đó. Còn nhỏ lắm, giữ nó để nó lung tung. Cái dòng hồi Nhi Hài Nhi đó vẫn còn ở đây hả sư cô? Ừ, nó ở đây nè con. Dạ, nhưng cái linh hồn vẫn còn ở đây. Ừ, còn chứ, nó chưa đâu. Dạ. Nè. Có 3 tháng tuổi thôi. Có 3 tháng tuổi nè, giò cắn nè. Ờ, của hẳn có quay rồi đó. Ừ, giò cắn nè, con thấy không? Dạ, của hẳn có quay rồi. Ừ. Tôi tính đi làm cái con kiến đó, nhỏ vậy nè. Dạ. Mà chưa có đi làm được, không có xong. Cái tủ kiến ha. Tủ kiến á. Dạ. Chứ nó ở trong đó công nghiệp nó quá. Không phải cho đi đầu thai.
mê quá nhiều quá, quá nhiều hoàng dông thôi. Cúng ăn này đủ trên nha, ông độ nha, độ những người xa xôi, những người gần xa, nước ngoài nước trong, khỏe mạnh bình an. Cái này là ông Cửu Quyền mà. Dạ. Cửu Quyền mà tới trăm họ lận. Cửu Quyền trăm họ là mình thở đây. Thở đó đó. Rồi bắt đầu qua đây. Xong hết cái gì rồi? Xong rồi qua đây đó nha, cho nên mình lên cúng. Dạ. Cúng xong rồi tính nha. Dạ. Không, còn ông địa thằng Tài đây nữa. Ông địa thằng Tài sao còn? Ông địa thằng Tài mình đâu có cúng cơm hết chứ con. Không có cúng cơm mà. Yeah. Có cái gì mình giái ổng là ổng hưởng ứng lại. Dạ. Yeah. Ổng đổ mình nè. À. Các vị Phật mình là hồi bên nay kia mình cúng bánh bảnh. Dạ. Yeah. Cúng bảnh là chung hết á. Chung hết. Đó, cổ chiên mông là đã đời của bỏ đi nè. Dạ, yeah, quá lâu. Nhà tôi gánh gần chết. Dạ, lâu rồi. Nè, hôm qua giông gió nè. Ồ, gió bụi vô. Đó, rồi kìa, có cúng cơ, cúng bông. Dạ, lâu rồi, cổ đi lâu rồi. Đi lâu rồi đó, dạ, đi cái hai rồi đó hả? Dạ. Yeah. Rồi, qua đây, tôi mới quét mà chưa quét chứ mà gì chưa biết đó đó. Rồi, chào mình qua đây. Đúng rồi đó, bạn mình đi tuần canh. Dạ. Chú Hèo quay, bữa nay quay sư cô cúng cơm ngọ cho Phật đó, cũng như là cho các dông, rồi sau đó sư cô sẽ tụng kinh. Rồi đó, mình đi lên tụng canh. Dạ. Thế đó đâu phải cái chuông hết chưa? Cô đang cầm đó. Cái này cái chen. Chen. Cái chuông khác hay chen khác. Dạ. Yeah. Thầy sư cô cứ tụng kinh nghe con quay. À, cứ quay về đây con tụng kinh. Đó, dầu là sắp hết. Cái cần là đốt rồi. Pháp dương vô đường tôn tam giới vô lưng Phật hiện nhân chi đạo sơ tử sanh chi từ vùng nhất niệm quy y đăng dị tam kỳ chân dương nhờ tan tan kiếp bản thân năng lại xà lại tánh không thật cảm ơn đạo giáo năng tư nghề ngã tư đạo tràng như đế châu tà phương chư Phật hạnh niệm chúng ngã văn hạnh niệm chư Phật tiền đọc nhìn tiếp tục quy mang lại. Chỉ tâm đành lễ là mô ta và giáo chủ đều ở bổ chư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long qua giáo chủ Di Lạc Tôn Phật đại chí văn thù sư lợi Bồ Tát. Đại hạnh có hiền Bồ Tát đại bi quan thế âm Bồ Tát. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà đại bi quan thế âm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát thanh tịnh đại ai chúng Bồ Tát. Thank you.
Thì hôm nay Lê Thanh có qua sư cô quay cái cảnh sư cô cúng ngọ. Cũng cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi một đoạn video. Lê Thanh đến chùa Châu Khánh để quay cảnh chùa cũng như là cái lúc mà sư cô cúng cơm cho Phật cũng như cho các phần vong ở trong chùa đây. Thì Lê Thanh cũng hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn ạ.